Xin chào các bạn. Video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài cái phần mềm Zoom ở trên điện thoại. Thì trên điện thoại thì chúng ta sẽ có thể cài nó trên cái nền tảng Android hoặc là trên cái nền tảng của Apple iPhone nha. Các bạn có thể vào trong cái CH Play hoặc là vào trong cái App Store để mà tải phần mềm Zoom này về. Bằng cái từ khóa là các bạn có thể nhập cái chữ Zoom này vào. Hoặc còn một cái cách nữa là chúng ta sẽ cài đặt cho cái app ở trên điện thoại bằng cái giao diện trên máy tính luôn. Thì để làm được cái điều đó thì các bạn sẽ truy cập vào cái website có tên gọi là zoom.us. Sau khi đã vào cái website zoom.us rồi thì các bạn sẽ kéo xuống dưới cùng cho mình. Ở cái mục download này thì nó có rất nhiều nền tảng để mà sử dụng cho cái ứng dụng Zoom này. Thì các bạn để ý ở phía cuối này, nó có Android app và iPhone app thì chính là cái chức năng để cho các bạn thể cài trực tiếp cái phần mềm vào cái điện thoại của mình. Thì chúng ta sẽ chọn Android nếu các bạn sử dụng cái hệ điều hành Android, và các bạn có thể chọn iPhone nếu sử dụng cái dòng sản phẩm của Apple. Thì mình sẽ nhấp vào cái mục Android trước. Rồi, khi các bạn đã vào cái giao diện này rồi thì ở đây nhé, chúng ta sẽ vào cái Google Play dành cho các điện thoại Android, và các bạn sẽ vào App Store dành cho những cái dòng iPhone nhé. Mình sẽ vào cái Google Play. Nếu các bạn chưa cài phần mềm thì nó sẽ có mục cài đặt ở đây. Còn nếu các bạn đã cài đặt rồi thì nó sẽ thông báo là phần mềm đã được cài đặt. Và các bạn thấy là nó đồng bộ với cái tài khoản Gmail của mình luôn. Nếu trên điện thoại của bạn sử dụng cái Gmail mà các bạn đang sử dụng đây thì các bạn có thể nhấp nút cài đặt. Thì lập tức ở trên điện thoại của các bạn thì phần mềm đó nó sẽ được tự động tải về. Và các bạn sẽ không cần phải dùng cái CH Play trên điện thoại nữa. Các bạn sẽ cài, chủ động cài vào nó trên cái giao diện máy tính này luôn. Thì với cái nền tảng App Store cũng vậy. Đây, App Store nhé. Thì khi mà các bạn nhấp vào thì nó sẽ link cho các bạn tới cái kho ứng dụng của Apple, và các bạn sẽ nhấp vào cái mục cài đặt để chúng ta cài đặt. Và nếu cái tài khoản này trên máy tính và trên điện thoại nó trùng nhau thì nó sẽ tự động tải về cho các bạn. Như vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ có ba cái nền tảng để có thể tải được cái ứng dụng Zoom này về. Các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái ứng dụng chạy trên cái giao diện của máy tính để bàn hoặc là laptop, đó chính là cái Meeting Lion mà mình đã có cơ hội giới thiệu cho các bạn trong những video trước. Và hai cái nền tảng mà mình vừa giới thiệu cho các bạn đó là nền tảng trên Android và một nền tảng trên iPhone. Thì các bạn sẽ cài đặt cái phần mềm này về, sau đó thì những cái video sau thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cho các bạn cách sử dụng cái nền tảng Zoom này như thế nào. Mình xin kết thúc video ở đây và xin hẹn gặp lại các bạn trong cái video hướng dẫn chi tiết cái cách sử dụng cái nền tảng Zoom này nhé.